Nhóm thứ nhóm trưởng thì mỗi cái nhóm nó sẽ có một cái thế tay khác nhau. Thì Giang sẽ không nhắc lại nữa là cái vị trí của các nốt. Ở đây là Giang chỉ chú tâm vào cái việc mà chúng ta đặt cái thế tay, các cái ngón ở trên cái cần đàn ha, làm sao cho nó đúng. Giang kính chào quý vị, chào các bạn. Hôm nay Giang chia sẻ là cái cách chúng ta luyện cảm âm cũng như là kỹ năng tập giữa bàn tay trái và bàn tay phải ở trên cần đàn của 6 dây từ ngăn 1 đến ngăn 12. Như ở bài trước thì Giang chia sẻ cách chúng ta học cảm âm ở 6 dây buông và cảm âm từng dây trên ngăn đàn từ ngăn 1 tới ngăn 12, và thế tay, thế xếp ngón của chúng ta từ ngăn 1 đến ngăn 12. Thì chúng ta sẽ học và nhớ các cái nốt từ ngăn 1 cho đến ngăn 12 của 6 dây, chia ra làm 3 quãng, quãng thấp, quãng giữa và quãng cao. Thì cái thế tay mà chúng ta xếp ngón nó như thế nào để khi chúng ta đánh sẽ không bị rối, không bị bị khựng khi chúng ta chơi ha. Sau này chúng ta sẽ chơi ở các cái nhóm thứ nhóm trưởng thì mỗi cái nhóm nó sẽ có một cái thế tay khác nhau. Quý vị, quý cô chú anh chị và các bạn, trước giờ chúng ta tự học thì chúng ta học theo cái cảm tính, cái thuận của chúng ta, tức là những cái mà nó nghịch với chúng ta thì chúng ta không có thể nào mà tập được, không? Nó không theo ý mình thì mình không khó mà tập được, thì mình cứ quen, các anh chị cứ quen là bấm là các cái ngón nè, ngón ba, ngón giữa và ngón trỏ thôi. Thường ngón út là chúng ta quên bấm nó đi. Trong cái bộ môn guitar mà chơi đàn thì chúng ta kết hợp giữa bàn tay trái và bàn tay phải, bốn ngón của bàn tay trái và bốn ngón của bàn tay phải ha. Đó, thì Giang có nói rõ trong các cái video. Đầu tiên là các cái nốt ở trên dây số 6 trước ha. Thì Giang sẽ không nhắc lại nữa là cái vị trí của các nốt. Ở đây là Giang chỉ chú tâm vào cái việc mà chúng ta đặt cái thế tay, các cái ngón ở trên cái cần đàn ha, làm sao cho nó đúng. Quý vị và các bạn để ý nè, từ cái ngăn 1 tới ngăn 4 thì bốn ngón chúng ta sẽ xếp vào cái tư thế là bốn cái ngăn đầu tiên. Ở đây được gọi là quãng thấp. Bốn ngăn này thì nó sẽ thể hiện đủ các cái thế hợp âm từ nhóm trưởng, nhóm thứ và nhóm 7 đều có trên này ha. Khi mà chúng ta chạy nốt chạy câu cũng vậy, thì cái ngón út thì nó sẽ đảm nhiệm ở ngăn thứ 4, ngăn thứ 4 của 6 dây. Ví dụ như khi chúng ta gặp nốt ở cái ngăn thứ 4 của dây số 6 thì cái ngón út phải đánh, chứ không có ngón 3. Mặc dù là ngón 3 đánh tới nhưng ngón 3 sẽ không đánh ha. Mình tập cái thế tay đó cho nó quen. Cái thế xếp tay bốn ngón nó ở trên bốn ngăn đàn như thế này là ở ngăn giữa. Ở đây là khoan nãy chúng ta chưa nói là bấm ở cái thế gì hết á, chưa có nói bấm thế hợp âm, chúng ta chỉ là xếp ngón thôi, phải không? Khi gặp các cái nốt ở ngăn 3 thì cái ngón số 3, gặp các cái nốt ở ngăn 2 thì cái ngón số 2 sẽ đánh, tương tự như vậy, ngăn 1 thì ngón trỏ sẽ đánh và ngăn số 4 thì ngón út sẽ đánh. Đánh như vậy. Rồi bây giờ tiến lên cái quãng giữa là từ bắt đầu là ngăn số 5, là ngón trỏ chúng ta sẽ kéo lên ngăn số 5. Rồi thứ tự các ngón xếp còn lại là ngăn 6, ngăn 7, ngăn 8 ha. Trên này cũng vậy, ngón giữa cũng vậy. Đó. Rồi sau này chúng ta đánh hợp âm á, chúng ta đánh hợp âm chặn cũng vậy, thì cái ngón trỏ mình sẽ chặn ở đây và các ngón xếp ở vị trí còn lại. Tính cái thứ tự tiếp theo đó là 6, 7, 8. Rồi cái quãng giữa xong, chúng ta kéo lên cái quãng cao. Quãng cao trên này là từ cái ngăn số 9 cho đến ngăn số 12. Đó. Đó. Là sau này chúng ta bấm hợp âm cũng vậy, hoặc là chúng ta đánh chạy câu cũng vậy, là chúng ta đều là ở ngăn nào thì ngón đó đánh. Đó, chúng ta tập cho nó quen. Đầu tiên thì nó hơi khó ở cái ngón út này nè, ngón út và ngón út á, chỉ cần ngón út thôi, tại vì trong quá trình quý vị và các anh chị tập á, chúng ta quên nó đi, không có rèn nó, cho nên là mình bỏ không nó là nó nhàn quá, là bây giờ bắt nó gánh lại thì nó hơi khó, nhưng bây giờ chúng ta phải cố gắng tập lại cái thói quen đó ha. Rồi đó là cái thế xếp ngón của ba quãng, quãng thấp, quãng giữa và quãng cao, là đủ bốn ngón, là đủ ba ngăn, là tức là 12 ngăn. 4 x 3 12 ngăn. Khi chúng ta xếp cái thế ngón á, khi chúng ta xếp được cái thế ngón này, khi chúng ta chơi á, đánh câu nó rất là đẹp, cái thế tay chúng ta chạy nó rất là đẹp, phải không? Rồi, cái tiếp theo nữa là khi chúng ta tập đánh nốt mì, fa, đúng không? Son.
Thường thường là các anh chị la, các anh chị kéo lên đây luôn, phải không? Chúng ta không có kéo, chúng ta đánh là mì fa son, ngăn thứ ba rồi. Ngón ngăn thứ năm thì ngón út nó sẽ không tới, hết tay chúng ta kéo kéo ngón trỏ lên và chúng ta đánh nốt la si đô. Lúc này là nốt đô là ngón út bấm vào cái vị trí của nốt đô rồi, thì là si đô rồi. Hết tay là chúng ta không kéo lên út mà chúng ta kéo là ngón trỏ nữa, chúng ta kéo là ngón trỏ. Rê mi, rê mi. Còn tay nữa thì chúng ta sẽ đánh là mi pha trên đây, phải không? Đó là cái thế tay chúng ta tập như vậy. Tương tự chúng ta xuống cái dây số 5, chúng ta đánh vào nốt xì nè, là chúng ta đặt ngón trỏ đây, phải không? Nhưng mà khoan, chúng ta để ở cái thế bốn ngón của bốn ngang đầu nè, thì cái nốt xì nó nằm vào cái ngang số 2 thì ngón giữa phải đánh, phải không? Thì chúng ta sẽ đánh là si, rồi thứ tự là tới nốt đô, đô đó là ngón 3. Bây giờ nốt rê thì cái ngón út này nó hết tay rồi, chúng ta kéo lên và chúng ta đấm vào cái ngón trỏ, đó là sẽ đánh vào nốt rê. Rê mi đó, rê mi fa. Rồi, hết tay chúng ta kéo lên. Son la, son la. Thế đánh nốt giữa dây 4 và dây 5 nó giống nhau ha. Chúng ta để ý nè. Trên này nè. Là si đô, phải không? Hết tay nè. Rê mi fa son la. Còn trên này là, trên này thì nó là mi fa son la si đô rê mi. Nó giống, cái thế tay nó giống, hai dây này nó giống nhau ha. Rồi tiếp theo mình xuống dây số 4. Dây số 4 là nốt rê. Nốt mi nó sẽ nằm vào ở ngăn thứ hai thì ngón giữa cũng sẽ phải đánh luôn. Rê mi fa, rê mi fa. Nó giống như là si đô, rê mi fa, phải không? Rồi son là hết tay, chúng ta kéo lên nốt trỏ, chúng ta kéo lên ngón trỏ. Son la, si cũng hết tay luôn, chúng ta kéo lên si. Si đô rê, si đô rê, si đô rê. Quý vị, các anh chị và các bạn để ý cái thế tay của ngón số 4 nha. Ở trên này nó sẽ có là si đô rê nè. Xíu nữa cái dây số 3, rồi chúng ta sẽ đánh xuống dây số 3. Son la, nó cũng vào cái ngăn số 2 của ngón giữa đánh ha. Son la, rồi si là ngón út đánh vừa nè. Vào cái ngón út đánh cái nốt si. Si, rồi đô chúng ta không thể kéo lên, chúng ta kéo lên ngón trỏ ha. Chúng ta kéo lên ngón trỏ. Đô rê. Đó. Rồi mi fa cũng không tới luôn, chúng ta kéo lên mi fa son. Mi fa son ở giữa dây số 3 và dây số 4 nè. Quý vị lưu ý cái chỗ này là chúng ta nhớ nè, nó là si đô rê và mi fa son. Mi fa son si đô rê nó giống nhau ha, hai cái dây nè, dây số 3 và dây số 4 ở vị trí này nó giống nhau. Xíu nữa Giang sẽ nói cái cách mà để chúng ta nhớ nốt, cái cách làm sao để chúng ta nhớ được tất cả các cái nốt của 6 dây từ ngăn 1 đến ngăn 12 ha. Rồi xuống cái dây số 2 nó cũng vậy. Dây số 2 thì nó sẽ có nốt đô ở ngăn số 1, là chúng ta sẽ đánh ngón trỏ nè. Si đô đê. Rồi mi fa son, mi fa son. Rồi hết tay la si. Đó là cái thế tay mình đánh như vậy nha. Rồi dây số 1 thì nó tương tự giống như dây số 6 ha. Đó là cái thế tay mà chúng ta tập. Khi chúng ta tập nốt là chúng ta tập như vậy. Vì sao mà Giang phải yêu cầu quý vị, anh chị và các bạn chúng ta có thể phải tập theo cái yêu cầu như vậy? Đó là sau này nó sẽ giúp ích cho chúng ta về cái việc chúng ta chơi đàn sau này, về lâu về dài chúng ta càng ngày càng tiến xa và đi sâu hơn vào ở cái bộ môn guitar. Thì buộc chúng ta phải rèn như vậy, phải rèn luyện ngay cái những cái bước cơ bản ban đầu, để sau này nó là một cái tiền đồ để chúng ta chạy câu, cũng như ta bấm những cái hợp âm, những cái thế tay ta đi. Cái bài này là cái bài tập, vừa là chúng ta tập cái thế tay xếp ngón, vừa là chúng ta học nốt để nhớ các nốt từ ngăn 1 đến ngăn 12 của 6 dây trên cần đàn. Rồi vừa là chúng ta cảm âm, chúng ta khi mà chúng ta đánh là chúng ta xướng âm theo là mi fa son la si đô mi, chúng ta cảm âm theo và chúng ta làm quen với những cái giai điệu, những cái âm vực của từng nốt của 6 dây. Và sau này chúng ta sẽ chú trọng vào 3 dây bass, vào 3 dây dưới,
ba dây bát thì nó có nhiệm vụ gì và ba dây dưới nó có nhiệm vụ gì. Khi chúng ta nhớ như vậy á, chúng ta nghe cái tần số mà nó dao động của từng cái dây như vậy á, từng cái nốt như vậy á, chúng ta lưu lại, chúng ta nhớ ở cái bộ nhớ của chúng ta, để sau này nó làm cái tiền đề là chúng ta là bắt tông, là chúng ta là chạy câu, chúng ta đi cái hợp âm cũng ở ba dây này, ba dây bát. Còn ba dây dưới thì nó có nhiệm vụ là nó sẽ đi, nó lead những cái câu lót và những cái câu hòa tấu, những cái câu intro, phải không? Và chúng ta đi ba dây dưới. Thì làm sao mà phải bắt chúng ta phải đi như vậy? Chúng ta đi, các anh chị mới tập á, thì các anh chị chỉ là biết đánh như thế này thôi. Và chúng ta chưa có thảm thấu, chúng ta chưa có thảm thấu hết. Cũng giống như một cái con đường mà chúng ta đi đấy, đi rồi đó. Chúng ta mới đầu chúng ta đi thì chúng ta chỉ đi ngang qua thôi. Chúng ta đi thoảng như gió thoảng mây bay, chúng ta không có để ý cảm nhận gì ở trên cái con đường đó. Nhưng mà chúng ta cái ngày nào cũng đi hết, phải không ạ? Ngày nào chúng ta cũng đi. Ngày hôm sau thì chúng ta chợt cảm nhận được một chút, hôm sau nữa chúng ta cảm nhận được một chút. Dần dần là chúng ta thấy quen thuộc luôn. Thì bởi cho nên là cái bài tập này á, Giang mong muốn quý cô chú anh chị và các bạn chúng ta ngày nào cũng phải tập, giống như chúng ta đi cái con đường vậy đó. Ngày nào chúng ta phải đi, và không phải là mỗi lần chúng ta đi như vậy là nó có những cái cảm nhận, những cái suy nghĩ, những cái cảm xúc nó khác nhau, để chúng ta thẩm thấu và chúng ta nhớ. Kết hợp với cái mẹo mà Giang sẽ chia sẻ cái cách để chúng ta nhớ tất cả các cái nốt của 6 dây này, chúng ta kết hợp vô thì dần dần các anh chị sẽ có những cái tư duy, có những cái sáng tạo cho riêng bản thân mình ở trong cái quá trình mà chúng ta học. Bởi vì khi mà chúng ta rải 6 dây buông như thế này thì nó cũng đã hòa quyện vào với nhau, phải không? Các cái nốt nó giao thoa với nhau, cái âm hưởng với nhau, là nó cũng đã tạo nên một cái giai điệu rồi. Nhưng mà khi chúng ta chưa có học hiểu, chúng ta không có biết và cái âm sắc và cái ngữ nghĩa của nó, cái biểu cảm, cái cảm xúc của từng cái âm, cái nốt, cái giai điệu, chúng ta chưa có phân tích được, phải không? Nên chúng ta phải nghe, chúng ta nghe. Rồi hôm nay chúng ta học được ít, ngày mai chúng ta học ít, chúng ta tích lũy, chúng ta thành một cái vốn. Rồi sau này chúng ta rồi từ những cái kiến thức nhỏ nhỏ đó, nó sẽ giúp ích cho mình, nó sẽ giúp ích cho mình. Rồi sau này chúng ta giống như là một cái đứa trẻ vậy đó, sau này chúng ta hiểu hết được tất cả mọi thứ rồi, nó sẽ làm đẹp cho con người chúng ta, làm cho chúng ta có một cái kỹ năng nghe, luyện và những kỹ năng chơi rất là hay. Quá trình mà chúng ta tập nốt như vậy đó, là chúng ta sẽ nhịp chân, chúng ta sẽ học nhịp theo, chúng ta sẽ đánh như thế này thôi, chúng ta không cần phải đánh nhanh. Chúng ta đánh là 1 2 3 4 4 3 2 1 1 3 2 4. Chúng ta vừa học nốt nè, vừa cảm âm nè, và vừa cái nhịp, học nhịp nữa, cái trường độ là chúng ta nhịp chân theo, phải không? 1 2 3, chúng ta chậm đều như vậy á, chúng ta không cần nhanh, không cần vội, mà chúng ta đều như vậy thì đến một lúc nào đó chúng ta không cần nhanh nó cũng nhanh, và nó tự động nó nhanh luôn, phải không? Chúng ta cứ thuần thục mà nhuần nhuyễn như vậy thì đến một lúc nào đó nó tự động nó nhanh luôn, chứ chúng ta không cần phải vội, không cần phải nhanh. Bước đầu chúng ta giống như một đứa trẻ tập đi vậy đó, chúng ta cứ bước từng bước cho nó vững chắc, phải không? Bước từng bước vững chắc, rồi đến một lúc tự động là nó chạy luôn. Thì trên đây là những chia sẻ của Giang về cái bài học để nhận biết các nốt của 6 dây từ ngăn 1 đến ngăn thứ 12 và cái thế tay xếp ngón. Video sau thì Giang sẽ nói về cái cách mà luyện ngón, cách luyện ngón để tạo cái kỹ năng cho bàn tay trái và bàn tay phải, để giúp chúng ta thành thạo hơn trong việc chơi đàn. Giang kính chúc quý vị và các bạn luyện tập thành công. Chúc cho quý vị và các bạn luôn có một cuộc sống thật mạnh khỏe, may mắn và hạnh phúc. Giang xin trân trọng kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.